thứ bảy tuần này, điều gì đang chờ đợi bạn tại Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca? Ừ. 6 năm rồi mới gặp lại. Ok, bây giờ chị muốn hát bài gì? Em muốn bài gì nè? Thủy muốn bài gì? Em bài gì nè? Chị bài gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Come on, let's do it again. Sân khấu được dàn dựng rất là hoành tráng của chương trình Gương Mặt Thân Quen, một màn hóa thân vô cùng xuất sắc. Đây đúng là một cái tiết mục mà đúng thời điểm để mà bùng nổ cảm xúc. Đầu tiên sẽ là lượt của con, xin mời con. Wow. Đón xem Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.